chương một đạo diễn không có bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hàng phong lẩm lẩm tuyết trắng mênh mang hàng điếm thành phố điện ảnh hôm nay xảy ra một đại sự phim truyền hình ta là trung lương đoàn kịch đạo diễn ngô đức bị bắt theo tin vỉa hè xưng vị này đạo diễn giỏi nhiều người vận động từng nhiều lần lợi dụng đạo diễn tên nhiều lần quy tắc ngầm nghề nữ diễn viên ta là trung lương đoàn kịch bên trong người người tự nguy mắt thấy liền muốn ác sân, đạo diễn đột nhiên bị bắt đi, đổi ai có thể không lo lắng. Đoàn kịch từ trên xuống dưới mấy trăm tấm miệng, đạo diễn không có, ai quản bọn hắn chén cơm. Phó đạo diễn tất nghiêm cùng giám đốc sản xuất ngô tài cho đòi mở khẩn cấp hội nghị, thảo luận tiếp theo đoàn kịch nên an bài như thế nào. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương, tiếp theo phim truyền hình còn có thể hay không thể bình thường quay chụp. Một khi hạng mục dừng lại, giai đoạn trước ba tháng công tác chuẩn bị trả chi đông lưu chén cơm cũng cho đập sạch sẽ tất đạo tiếp theo làm sao bây giờ ngài ngược lại là cho cầm chủ ý a à. tất đạo chúng ta còn chụp không chụp phó đạo diễn sắc mặt của tất nghiêm xanh mét đừng làm ồn náo rồi ta nói hai câu đáng tiếc không người nghe được thanh âm của hắn tình cảnh vô cùng hỗn loạn tiếng nghị luận tiếng cãi vã than thở âm thanh liên miên bất tuyệt Gần đó là phó đạo diễn tất Nghiêm, cũng có chút không thể làm gì. Tất cả mọi người đều đang nói chuyện, ngoại trừ trong góc, cái kia mới tới không lâu đạo diễn trợ lý. Hắn gọi Chu Hạo, truyền thông đại học đạo diễn hệ tốt nghiệp, tham gia công tác mới vừa tràn đầy 2 năm. Bởi vì trong lúc công tác biểu hiện rất tốt, bị công ty an bài đến đoàn kịch học tập, tạm dẫn một cái đạo diễn trợ lý danh tiếng. Mắt nhìn thấy đoàn kịch liền muốn ác sơn. Kết quả ngày đầu tiên đạo diễn liền xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua, chính mình vẫn còn ở cùng Ngô Đạo uống rượu, nghe Ngô Đạo cho mình bọc lớn đặt bao, nói là này bộ phim chụp xong, mang chính mình tham gia một lần nhiều người tác cơ. Lúc đó Chu Hạo cực kỳ hưng phấn, còn tưởng rằng Ngô Đức muốn giới thiệu với hắn một ít trong vòng đại lão. Nhưng hắn thiên toán vạn toán, cũng không tính tới kia cái gọi là nhiều người tác cơ, lại sẽ là một loại không hòa hài tiếng kêu vận động ngô đức bị bắt cho hắn dọa sợ rất sợ đem mình cũng cho dính líu vào thật tốt tiền đồ còn chưa bắt đầu liền trực tiếp biến thành nhận tội cảm nghĩ nghĩ đến đây sẽ để cho hắn không rét mà run đối mặt đoàn kịch hội nghị hắn toàn bộ trình tâm không có ở đây chỗ này đầy đầu đều là tối hôm qua chính mình với ngô đức uống nhiều sau đó xưng huynh luận đệ tình cảnh tiểu chu tiểu chu ngươi làm sao vậy hắn bị người đẩy la hét lấy lại tinh thần phát hiện phó đạo diễn tất nghiêm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình trong lòng chu hạo đột nhiên căng thẳng còn tưởng rằng bắt người một nhà đã đến phanh địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên nói chuyện đều có chút khó khăn tất đạo thật xin lỗi ta ngô đạo hắn tất nghiêm thấy chu hạo hồ ngôn loạn ngữ còn tưởng rằng hắn không bái kiến loại tràng diện này bị giật mình tiểu chu không cần khẩn trương có chuyện từ từ nói ngô đạo hắn thế nào Chu Hạo ngắm nhìn bốn phía, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảnh tượng, xem bộ dáng là chính mình suy nghĩ nhiều. Thiếu chút nữa cho là mình muốn đi vào theo ngô đạo, còng tay một đeo, ai cũng không yêu. Trong lòng Chu Hạo khẩn trương chưa tản đi, cái trán rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, tất đạo, ta là nói ngô đạo vừa đi, chúng ta đoàn kịch có phải hay không là muốn giải tán. Tất nghiêm thần sắc mang theo ân cần, trời sập không được, tiểu chu nếu như ngươi không thoải mái, liền đi về nghỉ trước. Trong lòng Chu Hạo thở ra một hơi dài, thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng, mày chính mình cơ trí, trước thời hạn giờ đi đề tài. Tất đạo, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Hội nghị mới vừa rồi cũng đã kết thúc, tất nghiêm trấn an mọi người, đoàn kịch tạm thời đình công, chờ đến công ty phương diện làm ra quyết định lại nói. Trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đợi công ty người tới lại nói. Tất nghiêm vỗ một cái Chu Hạo bả vai đoàn kịch đình công tạm thời không có thế mở máy không cần phải tất cả mọi người ổ ở, ở chỗ này lãng phí thời gian trở lại đoàn kịch an bài bên trong nhà khách đóng cửa phòng chu hạo thấp thỏm tâm tình hơi có bình phục ngày hôm qua còn ở uống rượu với nhau hôm nay đột nhiên liền bị bắt này tính là gì trên trời hạ xuống chính nghĩa biết người biết mặt nhưng không biết lòng thua thiệt hắn còn đem ngô đạo trở thành tri tâm đại ca ca không nghĩ tới nhưng là mặt người lòng thú nằm ở trên giường chu hạo trằn trọc trở mình thật sự khó mà ngủ lật xem điện thoại di động tin tức phát hiện tiêu đề điểm nóng đều là ngô đạo bị bắt ở tù tin tức khiếp sợ trứ danh đạo diễn ngô đức ở tù trừng phạt đúng tội luận ngô đức thập đại tội trạng vạch trần làng giải trí hắc ám quy tắc ngầm không chỗ nào không có mặt trên internet nhiệt nghị liên miên không dứt ta là trung lương, nhiệt độ cũng bị xạo đến điểm cao nhất. Trong lòng Chu Hạo thấp thỏm, hắn chính là cùng Ngô Đức uống rượu với nhau, đồng thời xưng huynh gọi đệ nhân, đây nếu là bị bắt, được xử bao nhiêu năm. Trong lòng lo lắng không giảm, Chu Hạo chỉ có thể đi lật xem luật pháp điều khoản, trước làm rõ ràng bản thân sẽ xử bao nhiêu năm lại nói. Thật sự không được, hắn phải đi tự thú, tranh thủ xử lý khoan hồng. Ước chừng nhìn hơn 5 giờ, một buổi xế chiều, Chu Hạo cuối cùng đem hình pháp, hiến pháp, hôn nhân pháp, người chưa thành niên sở hữu hộ pháp, trị an xử phạt pháp, xâm quyền trách nhiệm pháp. Nhìn qua một lần, là ta suy nghĩ nhiều. Vốn là đánh trắm không có, kết quả hắn nhất định phải suy nghĩ nhiều, thiếu chút nữa thì chạy đến sở cảnh sát tự thú. Hắn còn cho là mình chỉ cần là cùng ngô đức có dính liếu nhân, cũng sẽ bị tóm lên tới. Tê liệt đến ở trên giường, Chu Hạo chỉ cảm thấy cả người mất sức sáng hôm nay tình cảnh thật sự quá đồ sộ, mấy chục chiếc xe cảnh sát đem toàn bộ đoàn kịch đoàn đoàn bao vây, liền vì bắt một cái ngô đức. Có thể không dọa người sao? Bây giờ làm rõ ràng, chính mình cũng sẽ không dính líu trong đó, Chu hạo không nhìn được cất tiếng cười to. Ngô đức. Ngươi một cái thiếu đại đức, thật cho ngươi Chu gia dọa sợ. Làm một trận ô lông, trong lòng Chu Hạo chung báo động thật vất vả bình an rơi xuống đất, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn không nhìn được trung lập cập. Cầm đi tới nhìn một chút, trên điện thoại ghi chú, vi tỷ. Hàng vi, tinh hàng truyền thông công ty tổng giám đốc, chu hạo cấp trên, ban đầu chu hạo mới vừa vào công ty, chính là cho kiểm tra phim bộ bộ trưởng hàng vi làm phụ tá. Một năm sau này, hàng vi thăng nhậm công tư tổng giám đốc chức, chu hạo bởi vì tư cách và sự từng trải chưa đủ lấy đảm đương tổng giám đốc chức phụ tá, bị hàng vi an bài phóng ra ngoài đến đoàn kịch bên trong học tập làm trực hệ thủ hạ, hàng vi đối với chu hạo tương lai hết sức coi trọng, có lòng bồi dưỡng chu hạo. Nhân tiện nói một câu, tinh hàng truyền thông gia chủ họ hàng, cho nên hàng vi có thể thăng lên làm tổng giám đốc, cũng không phải một món làm người ta ngoài ý muốn sự tình. Tinh hàng truyền thông chính là ta là trung lương đoàn kịch xuất phẩm phương phía đầu tư, đoàn kịch hết thảy đều là do tinh hàng truyền thông cung cấp, lần này ngô đức chuyện lớn như vậy công ty chỉ sợ đã náo loạn tung trời rồi tiếp thông điện thoại chu hạo đàng hoàng kêu câu vi tỷ điện thoại kia một con truyền tới hàng vi thanh âm a hạo ngươi là đạo diễn hệ tốt nghiệp đúng không chu hạo từ một tiếng liền nghe đối phương nói bây giờ cho ngươi tới làm đoàn kịch đạo diễn ngươi có thể hay không làm chu hạo nào dám đáp ứng vi tỷ ta ta không vỗ qua phim truyền hình ta lo lắng Hàng Vi cả giận nói. Nhất tuyến thiên cho lão nương tìm phiền toái, ở hội đồng quản trị bên trên, đem ngô đức chuyện hướng lão nương trên đầu đẩy. Lão nương cho ngươi thời gian ba ngày cân nhắc, nếu như ngươi cái gia môn, liền cho lão nương chống lên cái này vùng, chớ kêu nhân nhìn lão nương trò cười. Nhất tuyến thiên, này là công ty tam bả thủ. Nghệ sĩ bộ bộ trưởng triệu công danh, bởi vì con mắt tương đối nhỏ nhìn từ xa với một kẻ hở tự như, bị công ty những người khác cười xưng là nhất tuyến thiên. Hắn là tổng giám đốc có lực người cạnh tranh, nếu như không phải là bởi vì hàng vi cha là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, này tổng giám đốc vị trí coi là thật không tới phiên hàng vi tới ngồi. Lão triệu đồng chí năm nay 48, tay cầm công ty 15% cổ phần, nhân gia đúng vậy sợ hãi hàng vi cái kia làm chủ tịch hội đồng quản trị cha. Không đợi chu hạo cự tuyệt, điện thoại liền truyền tới âm thanh bận. Chu Hạo không nhịn được than thở, mẫu bạo long hàng viên ngoại hiệu, so với nhất tuyến thiên triệu công danh còn vang dội. Một năm đổi thất mặt cho trợ lý, chính mình một người mới sở dĩ sẽ được an bài cho hàng vi làm phụ tá, nguyên nhân chủ yếu hay lại là hàng vi cái kia bạo tính khí, người bình thường căn bản không tiếp thụ nổi. Rất đẹp một đóa hoa, làm sao lại dài như vậy cái miệng? Nhìn bóng lưng muốn phạm tội, cái miệng muốn đầu hàng, không phải hàng vi chất lượng không được, thật sự là miệng phun thơm tho số lần quá nhiều, 18 đời tổ tông chung vào một chỗ, cũng không đủ nàng mắng nửa giờ. Ngoại trừ người mới, công ty công nhân viên kỳ cựu không người tình nguyện cho hàng vi làm trợ lý, một ngày ba bữa mắng, so với ăn cơm còn đúng lúc, lòng tự ái thiếu chút nữa, muốn tự vận cũng phải trước xếp hàng. Làm đạo diễn loại sự tình này chu Hạo thật đúng là không cân nhắc thế nào quá, dù sao bằng hắn lý lịch cùng kinh nghiệm, còn chưa tới phiên hắn cân nhắc thời điểm không nghĩ tới ngày này đi tới đột nhiên như thế, không giải thích được hắn liền được an bài thành đạo diễn rồi. Ta là nên đáp ứng chứ? Hay lại là đáp ứng chứ? Chu Hạo rất rõ, mẫu bạo Long không thể nào cho hắn cự tuyệt cơ hội, cùng với nói cho hắn thời gian ba ngày cân nhắc, không bằng nói là cho hắn thời gian ba ngày làm chuẩn bị. Rõ ràng là một chuyện vui. Tại sao ta sẽ như thế cuốn quyết? Từ nơi sâu xa, chung quy cảm giác mình tiếp cái này khoai lang bỏng tay không chừng lại sẽ ra cái dạng gì tai vạ khổ tư minh tưởng một cái dạ chu hạo chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi trước đoàn kịch với tất nghiêm phó đạo diễn thương lượng một chút ngày thứ hai trời còn chưa sáng chu hạo liền bị chuông điện thoại đánh thức tiểu chu xảy ra chuyện là tất đạo gọi điện thoại tới đoàn kịch lại xảy ra chuyện chu hạo vội vàng lật xem điện thoại di động tiêu đề trên bản danh sách mặt bất ngờ ghi chú một nhóm chữ đỏ. Đang ăn khách ngôi sao điện ảnh hát đóng lương xuất quỷ lục tiểu hoa đáng lưu mang. Người tốt, này nhị vị nhưng là ta là trung lương nam vai nữ chính, lúc này có thể thật là quá tốt. Đạo diễn bị bắt, đôi nhân vật chính công bố lời đồn xấu, cái này đoàn kịch có độc chứ. Chu Hạo sợ một cái sống mũi, khó trách tối hôm qua ngủ không yên giấc, nguyên lai còn có một cái hố to đang đợi hắn. Tiểu Chu, ta cùng ngô sản xuất đi trước công ty người đi đoàn kịch trấn an một chút lòng người ta biết rồi tất đạo ngài lúc nào hồi đoàn kịch ngày mai đi ngươi có chuyện ừ có chuyện muốn thương lượng với ngài chờ ta trở lại túc 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 thoáng qua thoáng qua du du đi tới đoàn kịch phát hiện tất cả nhân viên làm việc cũng tụ ở một nơi tán gẫu ban đầu bố trí xong mở máy cảnh tượng lúc này đã sớm là một đoàn bừa bãi đầy đất đậu phộng hạt dưa tiểu chu tới thấy chu hạo có mặt chung quy chụp hình lão trương lên tiếng chào hỏi chu hạo gật đầu một cái cung kính tiếng hô trương thúc lão trương là đoàn kịch có chân rết ăn rồi muối so với chu hạo đi qua đường cũng mặn chu hạo nếu như muốn trở thành đạo diễn không thiếu được lão trương ủng hộ nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả